mua một đôi giày phiên bản đặc biệt, đắt hơn bản thường 4 triệu đồng, mà chỉ thêm được một cái logo bé tí như thế này thôi á. Hey, xin chào, mình là Sneaker Man, và chào mừng các bạn đến với bài đánh giá đôi Nike Air Force One Supreme. Xin lỗi mọi người một chút là hôm nay mình hơi bị ốm nên là giọng của mình nó sẽ hơi không được bình thường lắm. Mong mọi người thông cảm. Air Force One Supreme được ra mắt chính thức vào ngày 5 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên thì những hình ảnh của đôi giày này đã được leak ra từ trước đó tận 2 tháng. Và cái thời điểm đó thì chẳng ai tin đấy là những hình ảnh chính xác của phiên bản này. Vì cái sự thiết kế tối giản đến mức có thể gọi là lười biếng. Chẳng ai nghĩ hai gã khổng lồ của ngành thời trang thế giới là Supreme và Nike khi collab với nhau trên một mẫu giày huyền thoại mà lại chỉ làm được có vậy. Tuy nhiên thì thật sự là đúng là Nike và Supreme đã chỉ làm có vậy. Một thiết kế gây nhiều ý kiến trái chiều và mình sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này trong phần sau của video. Ra mắt cùng với phối màu mình đang có ở đây thì còn một phiên bản All Black nữa. Nhưng mà vì mình không thích những đôi giày đen toàn bộ nên mình quyết định có phiên bản màu trắng này. Mặc dù đi một đôi giày trắng đắt tiền như thế này thì phải giữ cực khổ vãi cả. Giá retail của đôi giày này là 96 đô la Mỹ, tức là cao hơn 6 đô so với một đôi Air Force One bình thường. Nhưng mà chúng ta đều biết mọi món đồ sẽ sold out ngay lập tức khi được gắn lên mình logo của Supreme. Giá resale hiện tại của đôi giày này đang rơi vào khoảng 250-300 đô la Mỹ tùy vào size giày, tức là khoảng 6-7 triệu đồng. Đôi này thì mình mua bên Sneakerbeat giá 6,5 triệu vì là họ có hàng sẵn nên là mình cóp luôn, đỡ phải chờ order. Mình sẽ để link của shop ở dưới phần mô tả cho bạn nào muốn mua nhé. Ấn tượng đầu tiên về đôi giày này đó là nó có một cái box rất là đẹp. Đây là loại hộp thường đi kèm những phiên bản collab giữa Nike và Supreme. Hộp có dạng kéo ra kéo vào trông rất sang chảnh. Bên ngoài hộp là màu đen lì với logo Nike đồng màu được in ở mặt trên và xử lý trông vô cùng bóng bẩy. Nhìn cái hộp thôi đã muốn mua giày rồi. Hai bên hông của chiếc hộp là biểu tượng box logo vô cùng nổi tiếng của Supreme. Mở hộp ra thì bên trong sẽ có một cái giày gói với logo Supreme và Nike in xen kẽ với nhau, cùng với đó là một bộ giày đi kèm. Giày đi kèm trên phiên bản này là giày giày màu đỏ với logo Supreme in trên toàn bộ mặt giày. Cá nhân mình thì thấy cái bộ giày này trông nó... sao nhỉ? Trông nó hơi bị xến. Tuy nhiên, những bạn nào thích đôi Air Force One Supreme của mình được nổi bật và dễ hiện diện thì chắc chắn là nên thay màu giày này. Lát nữa trong phần on fit mình sẽ sử dụng cả hai bộ giày để mọi người có sự so sánh nhé. Phiên bản All Black cũng có một bộ giày đi kèm và trông giày của đôi đó hợp lý và hiện đại hơn rất nhiều so với quả giày đỏ chét này. Đi tới nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Như mình đã nói, thiết kế của đôi giày này sau khi xuất hiện đã làm rộ lên hai luồng ý kiến. Một bên là những người cho rằng đây là sự lười biếng của cả hai thương hiệu vì chắc chắn Nike và Supreme thừa biết rằng bất kỳ vật dụng nào được gắn lên mình logo Supreme đều trở nên hot hòn hòt và bán hết veo. Đặc biệt là khi chiếc logo đó được đặt trong một cái khung chữ nhật như thế này, hay còn gọi là box logo. Thế nên họ chẳng việc gì phải đầu tư thiết kế loằng ngoằng gì cho mệt. Ở bên kia chiến tuyến, trong đó có mình, thì lại cho rằng đây là một dụng ý cực hay của đội ngũ thiết kế. Mọi người để ý thì sẽ thấy Nike Air Force One All White luôn luôn được đề cử, góp mặt trong list những đôi giày must have của tất cả mọi người, từ nam, nữ, già, trẻ, bất kể dân chơi giày hay không bao giờ đi sneaker, vì nó quá nổi tiếng đi. Và sở dĩ phối màu này thành công được như vậy cũng chính là nhờ vẻ ngoài như một tờ giấy trắng của nó. Sự tối giản hết mức giúp người mang có thể diện được với mọi loại trang phục và mọi loại phong cách. Thế nên cái thiết kế này chính là một sự trân trọng và tôn vinh lịch sử. Cần gì phải thay đổi những thứ đã vô cùng hoàn hảo. Hãy làm đơn giản và nguyên bản, từ chiếc box logo cho tới phần còn lại của đôi giày. Vẻ đẹp nguyên thủy của mẫu giày này đã và đang giúp cho nó trở thành best seller của Nike cho tới tận ngày hôm nay. Thì ta hãy tri ân nó bằng cách giữ nguyên mọi thứ của nó. Dù gì thì cách đây chưa lâu, Supreme cũng đã cho ra mắt một bản collab trên đôi Nike Air Force One vô cùng rực rỡ và màu mè, với họa tiết là những logo của những đội bóng NBA. Thế nên là lần này có tém tém lại một chút thì cũng chẳng sao. Còn một lý do nữa đằng sau cái thiết kế này, cái này thì là dựa trên quan điểm cá nhân của mình thôi nhé. Đây chính là một cú cà khịa cực mạnh đến từ đội Supreme và Nike. Khi mà những thương hiệu khác đang cố gắng tạo ra những mẫu giày chunky siêu to khổng lồ để hợp trend, sử dụng vô vàn những chi tiết màu mè và rườm rà để đắp lên đôi giày Adidas thì Nike lại tìm đến Supreme để rồi cả hai có thể dõng dạc tuyên bố: "Chúng mày biết bố mày là ai không? Nike và Supreme đấy, Supreme đấy biết chưa?" Và trong lúc chúng mày đang phải vắt óc suy nghĩ mỗi ngày xem phải đắp thêm cái gì lên đôi giày cho nó to hơn và dị hơn, thì tao và anh em của tao sẽ lấy một đôi Air Force One màu trắng ra đời năm 1997, ép nhẹ một cái logo Supreme nhỏ xíu lên và mang bán, sold out trong một nốt nhạc cho chúng mày xem.
củng cố cho luận điểm vừa rồi của mình là những chi tiết vô cùng mờ nhạt đến từ Supreme trên phiên bản này. Phần Dubre với logo Supreme bé tí tẹo teo, phần tag trên lưỡi gà với logo Supreme trắng không thể mờ nhạt hơn. Lót giày với một cái logo Supreme đi vài lần là đảm bảo sẽ bay mất. Cảm giác đây là một phiên bản collab trong sự giấu giếm vậy. Collab nhưng mà lại không muốn ai biết đây là một phiên bản collab. Tuy nhiên thì vẫn có một vài khác biệt nho nhỏ ở trên phiên bản này so với một đôi Air Force One bình thường. Chắc chắn hộp là đẹp hơn rồi nhé. Đôi Air Force One thường thì sẽ không có dây đi kèm. Phần sock liner ở trên đôi Supreme thì sẽ được làm bằng vải nỉ thay vì vải mesh trên đôi bình thường. Cả hai chất liệu này thì mình đều rất ghét vì nó bẩn vãi cả trưởng. Lót giày có chút khác biệt về họa tiết cũng như chất liệu, nhưng mình thích cái lót ở phiên bản thường hơn vì lót giày mà làm bằng nỉ lại còn màu trắng như thế này thì đi một thời gian thì bẩn thôi rồi luôn. Phần đầu của lỗ xỏ dây cũng được làm tròn thay vì vuông và có thêm một dấu Nike Swoosh bé bé xinh xinh. Ngoài những đặc điểm bé xíu xiu đó ra thì đôi giày hoàn toàn chẳng khác gì một đôi Air Force One bình thường. Chất liệu cũng không được cải thiện, vẫn là loại da nhân tạo khá là cứng. Thậm chí gia công cũng có vấn đề khi mà chạy từ đằng trước ra đằng sau. Kết nối phần đế với phần thân giày là keo thừa không sót bất kỳ một chỗ nào luôn. Đôi Air Force One bình thường thậm chí nó còn không có nhiều keo thừa như vậy. Tất nhiên là không thể đòi hỏi chất lượng hoàn thiện quá cao từ một đôi giày chưa tới 100 đô được. Nhưng mà mình vẫn muốn đề cập đến để các bạn không bị kỳ vọng quá cao ở một cái phiên bản được coi là đặc biệt như thế này thôi. Cảm giác đi trên chân thì cũng không có sự khác biệt so với dòng Air Force One bình thường. Về fit thì cũng tương tự luôn. Đối với mình là true size, thậm chí mình đi nhỏ hơn nửa size cũng ok. Để biết được size giày chính xác của mình trước khi mua phiên bản này thì các bạn chỉ cần ra store Nike thử một đôi Air Force One low bất kỳ là sẽ dễ dàng biết được size giày chuẩn của mình. Air Force One thì store nào cũng luôn sẵn hàng nên là cứ yên tâm. Bây giờ cùng đem đôi giày này on fit để xem nó như thế nào nhé. Tóm gọn lại, Air Force One Supreme có thể gọi là một phiên bản Air Force One All White cao hơn về giá tiền, nhưng có lẽ là không cao hơn về giá trị sử dụng khi những chi tiết liên quan đến Supreme được làm quá mờ nhạt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đôi giày của bạn giống như bản nhạc ke huyền thoại của Khá Bảnh, ôi bạn ơi, tức là dân chơi nhìn phát biết ngay giày này giày gì luôn, thì đây chính là một sự lựa chọn thích hợp. Bởi có lẽ nhìn qua thì sẽ chẳng ai thấy nó khác biệt gì so với một đôi Air Force One thông thường. Nhưng mà với các sneakerhead thì chỉ một chiếc logo Supreme bé tí như thế này thôi cũng thu hút được rất nhiều ánh nhìn trầm trồ và thèm khát đấy. Một collector piece giúp bạn có thể khoe khoang một cách vô cùng kín đáo. Hy vọng là các bạn hiểu ý mình. Cảm ơn các bạn đã xem video tới đây. Comment cho mình biết đôi giày nào bạn muốn mình review tiếp theo. Và đừng quên để lại cả góp ý cho Sneakerman nhé. Nhớ like, share, subscribe và bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trong tương lai của mình nhé. Sneakerman out. Peace.